Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13. Khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Giu-đa ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính các người Giu-đa đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Giu-đa hiệp lại tại các thành, trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản, cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Giu-đa vì họ kính sợ Mạc-đô-chê. Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người, Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. Dân Giu-đa hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại kinh đô Su-sơ, dân Giu-đa đánh giết 500 người, và họ cũng giết phạt sang Đa-tha, Đanh Phong, A-ba-tha, Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha, phạt Ma-ta-sa, A-ri-sai, A-ri-đai và Va-ye-sa-tha, tức là 10 người con trai của Ha-man. Cháu Hammedatha là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa, nhưng chúng không tra tay vào hóa tại. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong kinh đô Su-sơ. Vua nói với hoàng hậu Esther rằng, dân Giu-đa đã giết chết tại trong kinh đô Su-sơ 500 người và 10 con trai của Ha-man thay. Lại trong các tỉnh của vua, chúng còn đã làm chi nữa? Bây giờ nàng xin gì, tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa, tất sẽ làm cho. Bà ECT thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay, và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Ha-man. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ, và người ta treo 10 con trai của Ha-man. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của Ada và giết 300 người ở tại Su-sơ, nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tại. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua bàn hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tại. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng Ada, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng Ada là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mạc-đô-chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua Asheru, hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng Ada. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ. Lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho mình. Vì Ha-man, con trai Hammedatha dân A-gát, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Esther đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi một hình. Bởi cơ đó, người ta cứ theo chữ phu rơ,
mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình, mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định, chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữa dân Giu-đa và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Hoàng hậu Ê-sơ-tê, con gái của Abihai và Mạc-đô-chê người Giu-đa, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Giu-đa gìn giữ lễ Phu-rim. Người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong 127 tỉnh của nước Asheru, đặng làm chứng quyết định các ngày Phu-rim ấy theo thì tiết nhất định, y như Mạc-đô-chê người Giu-đa và hoàng hậu Ê-sơ-tê đã dạy biểu chúng, và y như chúng đã lập lấy cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiêng ăn và ai khóc. Lệnh mạng của bà Ê-sơ-tê định việc giữ các ngày Phu-rim, đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10. Vua Asheru bắt sứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Medi và Pherơ-sơ. Vì Mạc-đô-chê người Giu-đa làm tể tướng của vua Asheru trong vòng dân Giu-đa, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình. Thi thiên thứ 7. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nương náu mình ở Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi, kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thịnh nộ mà trỗi dậy, hãy giấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Giê-hô-va là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phần lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Chương 7. Khi Đức Chúa Giê-xu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giê-xu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi.
tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ góa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ, và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-têm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-têm, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vả Giăng Báp-tít đã đến không ăn bánh không uống rượu thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng:
Nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng ngươi đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng ngươi từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng ngươi lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi cho bình an. Chương 8. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả 100%. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời
và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng: thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng: người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Kế đó, ghé vào đất của dân Gerase, ngang xứ Galile. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: lạy Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: mày tên gì? Người thưa rằng: quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Vả ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu, mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết thảy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán: có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng: con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng: đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: con ơi, hãy chờ dậy.
thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.